Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào toàn thể quý bà con của Bắc kính mến. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay thì nhằm ngày mùng 6 Tết, thì đối với Quốc Tạo thì không có ngày Tết, chỉ có giúp cho bà con lỡ đường đối gách tàn tật. Đó là nguyện vọng của Quốc Tạo, làm theo lời của Thầy, đó là Tết của Quốc Tạo. Mà những người nào mà khó khăn vui vẻ là Quốc Tạo thấy vui rồi, chứ không có Tết nữa đâu quý vị. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Tạo lại đến nhà của một bà cô. Dạ bà con, bà tên gì cô? La Thị Mặn chú Tạo. La Thị Mặn, và cô tên là bà La Thị Mặn, cô thứ mấy cô? Thứ tư. Vậy tại Quốc Tạo tạm kêu bằng cô Tư nha, cô Tư Mặn đi ha. Dạ, 63 tuổi rồi đó chú. Dạ, thì hôm nay Quốc Tạo đến thì thứ nhất là công bố số tiền của các mạnh thường quân gửi cho cô. Và cũng chúc phúc cho cô là năm mới bước sang năm mới thì cô cũng mạnh khỏe để gắng đặng để vượt qua cái khó khăn này hả cô? Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chú mấy cô. Dạ thì hôm nay Quốc Tạo sẽ đọc các vị mạnh thường quân. Dạ. Dạ một là Tâm Nguyễn Chợ Mới 300.000. Dạ. Hai là chị Muội 500.000. Dạ. Ba là Phạm Hồng F 500.000. Dạ. 4 là Bùi Văn Thế 200.000. Dạ. Và cuối cùng là chú Hải Trần ở nước ngoài gỡ 200 đô. Quốc Tạo đổi ra được 4.6 triệu. Với cộng tổng cộng là Quốc Tạo 1.5 triệu với đổi ra 4.6 triệu nữa là 6.1 triệu. Thì Quốc Tạo xin gửi 6.1 triệu cho cô Tư Mặn để tiếp sức cho cô để mình đi chữa bệnh. Dạ, cảm ơn mấy cô mấy chú giúp giùm tôi cho tôi đi mổ được, tôi cảm ơn mấy cô mấy chú ơi. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì với nghĩa cử cao đẹp của quý vị, thì Quốc Tạo cũng thay mặt cho cô cũng cảm ơn quý vị. Một miếng khi đói bằng một gói khi no quý vị ơi. Giúp bao nhiêu được thì giúp. Tại vì Đức Thầy cũng có cho biết là giúp cho ba hạng người lỡ đường đối gách tàn tật. Nếu thiệt người phải biết thương người quý vị ơi. Cô cũng khó khăn lắm. Thì xin hỏi cô Tư, thì cái bệnh của mình như thế nào thì cô có thể trình bày lại cho bà con nghe. Thì cô bị xe nó đụng như thế nào, là xe ba gác hả cô? Dạ, xe ba gác. Dạ, rồi nó có chở xài không? Nó chở xài một xe đầy. Dạ. Dạ. Rồi nó đụng cô vậy rồi lúc đó cô bất tỉnh luôn hay là sao cô? Hết biết rồi, mà cái giò mình nó gãy rồi, tôi giò không có lên, tôi nó nhức quá, gãy giò, chú ơi, chú tiếp tôi. Thì có nói vậy đó, chứ là hết biết, người ta ôm, tôi chở đi đó chú tôi, từ đó chở lên tới bệnh viện là tôi hết biết, cấp cứu nó chở đi là xuống Châu Đốc người ta nói chết, người ta kêu phải chở đi chở gãy liền, còn không là không được. Dạ. Rồi vậy là gãy chụp X quang là gãy tổng cộng mấy cái ba sườn ạ? Dạ bên này một cái, bên này 7 cái, rồi một cái xương đùi, một cái xương chậu đó chú Tạo. Dạ, này cũng nặng quá ha. Dạ. Rồi vậy là trong thời gian cô đi điều trị vậy là tổng cộng bao nhiêu tiền rồi cô Tư? Dạ về tiền mổ từ ngày từ kia ăn uống gần 200 triệu. Nam mô Di Đà Phật. Vậy là dạ, con cháu nó lo cho nó nghèo luôn ha. Dạ thì con nó cũng nghèo, nó cũng lo, nó nằm nó ngay cái chủ xài người ta cũng chịu tiếp mớ. Dạ. Dạ nó nói nó chịu mớ đầu phân nửa, giết nó than thở giết thì nó có được 70 mấy triệu. Thì nó đưa nhiêu thì con tôi cũng thấy mình cũng không có muốn gì. Chồng họ mình cũng chạy xe không mà chú, nó nói thôi giờ người ta thượng nhiêu thường còn nhiêu nó cũng gắng lo cho mẹ. Có chứ đẹp không? Chứ cô không phải bắt ta thường hết. Quay đi quay đi. Thì ta cũng tiếc mình được máu đó chú. Dạ dạ. Thì kính thưa cô Tư, vậy là mình gãy 8 cái ba sườn, một cái xương đùi, một cái xương chậu. Dạ. Rồi vậy với mình có cặp inox gì không cô? Sao mà mình tốn tiền tới 200? Dạ, mình đây người ta có cặp inox ở đây nè. Dạ. Mà nó chợt té là cái inox mình nó không sao, giờ nó nứt cái chỗ mới gì nè chú. Vậy hả? Rồi nó nứt chỗ mới với nó dập bể xương nữa, giờ nó nhức. Vậy là nhức lắm rồi. Nhức dữ lắm. Mình đêm mà không có chích thuốc chứ không uống thuốc. Người ta kêu bác sĩ uống ngày 2 cử, tôi uống 4 cử. Uống vậy nó mới không nhức. Dạ. Không uống vậy nó nhức, ngồi không được, nằm không được. Cũng khó khăn quá ha. Dạ. Rồi vậy là cô cũng ban đêm cô cũng ngủ đâu được hả? Có khi ngủ được, có khi cũng ngồi không, không ngủ. Nhất rồi đâu có ngủ được. Rồi mình nhúc nhích gì là nó đau hả? Nhúc nhích thì đau, bây giờ để êm chỗ này thì nó êm đó. Mà chú muốn trở qua trở lại gì thì không thẳng từ từ. Chứ không phải mà muốn xây qua gì mà lẹ được. Từ từ chuyển nhẹ nhẹ gì nào. Không được.
được, nó nhức rồi đó. Ờ, nhức ha. Dạ, dạ. Ừ, vậy là nó bị trong đây nó nặng lắm rồi, trong cái xương trộn đây nè. Dạ, nó nặng nè, mình nằm mới nhức. Nó ta, mình ông nhức bây giờ là bác sĩ nó kêu mình sao? Tôi giá cho đừng nhức, giờ bác dạ. sĩ với châu đốc bác sĩ Hạnh đi chụp hình đó, cái phim đó ông kêu giờ phải đi mổ xuống chợ gãy mổ đi chứ để là bà chích thuốc chích chứ nó hết giảm đau không à, chứ nó không có hết bà đâu. Những bà chích thì nó hết nhức, mà bà không chích với bà không uống thuốc là nó nhức hoài suốt đời bà luôn đó. Thành ra người ta kêu đi mổ, bởi vì tôi mới nhờ chú tiếp giùm. Dạ. Chứ lần mổ lần này bác sĩ nói từ 50-60 chú ơi, bởi vì tôi sợ mổ quá, tôi dây đừng có mổ, mà giờ bác sĩ kêu mổ không mổ thì nhức tới suốt đời, thành ra tôi sợ quá. Dạ, dạ. Ăn ngủ không được. Một bữa tôi ăn chén cơm, bữa nay tôi ăn không tới một chén. Vậy tỷ có tiền thì chị có đi mổ không? Dạ. Vậy tỷ có tiền thì chị có đi mổ không? Có thì đi mổ, chứ trong bương có tiền lần đi mổ. Thí đại đi giờ chết chết sống sống, lần này tôi nói nguyện với trời, với mẹ Quan Âm Bồ Tát, với có thương con thì cho con sống đừng có nhức nữa, còn không thì cho con chết luôn cũng được. Chứ tuổi này cũng không có ham sống nữa cô ơi. Cái gì không có lo nữa con rồi. Thì nó lo hết tiền rồi. Lo hết tiền cho rồi, nó nghèo luôn rồi, nó lo tới nghèo luôn giờ rồi. Giờ con tôi không mắc nợ, mà tháng này được 10 triệu lương, đóng lời người ta 7 triệu. Đánh lương 10 triệu thì ra người ta lấy lời hết 7 triệu, còn có 3 triệu. Thì nó lo đó. Nó mượn tiền lời người ta chứ đâu làm gì, mà công ty đâu có dư cô. Ừ, hay như vậy chứ là công ty có tiền và đủ sống là hơn lắm. Không có dư. Chứ bằng có con còn bú sữa nữa. Đâu có dư giả gì đâu. Điều mẹ sao thì phải lo. Chứ nào nó ngay tội nghiệp con nó cũng không có bỏ. Nó nói giờ mẹ có được nhiêu có, còn không có con phải đi lo mẫu cho mẹ chứ không có để mẹ nhất. Dạ, thì nhờ mấy anh em cô bác mạnh thường quân giúp tôi được thì tôi cảm ơn. Dạ. Có thì đỡ có, nó đỡ hỏi tiền lợi tội nghiệp con tôi mặn nhiêu tới tháng tôi gút lợi chứ mặn tới tháng tôi lấy cái thẻ 10 triệu thì tôi gút 7 triệu mình còn có 3 triệu. Dạ. Lớp ăn lớp tiền nhà trọ lớp tôi thuốc men tội nghiệp con tôi mặn không có dư. Dạ. Mẹ bỏ đâu bây giờ? Lo chị không mà thiếu nợ gì hả? Dạ. Lo chị không mà thiếu nợ gì hả? Thiếu nợ phải chủ đó, không nuôi lật giặt ư hả? Cả 100 triệu. Ăn uống đu theo tôi một tháng mấy, gần 2 tháng trời nuôi. Nợ nặng tội nghiệp. Dạ thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua thì cô Tư mà Mặn đã trình bày cho quý vị nghe những cái khoảng đời khó khăn của cô. À, bị xe ba gác đụng rồi gãy 8-7 cái xương sườn rồi gãy xương chậu và gãy xương đùi, rồi sau này cặp cái nóc về bị té lần nữa thì nó cũng rất là nhức, rồi bây giờ bác sĩ kêu phải mổ thêm 50-60 nữa, nhưng mà hoàn cảnh gia đình lúc trước cũng đã tải hết 200 rồi, thử ra bây giờ cũng nghèo luôn à, thẳng nó thẳng như đi rồi làm chỉ đủ tiền đóng lờ thôi. Thì Quốc Tạo cũng kêu gọi các mạnh thường quân, các tấm lòng vàng trong nước và ngoài nước hãy nhỏ phước cho cô quý vị ơi. Thầy nói ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Đó là nghĩa cử cao đẹp của những người tấm lòng Bồ Tát. Mấy cô mấy chú giúp giùm tôi cảm ơn. Mấy cô mấy chú ơi, cho con tôi nó cũng hết khả năng. Giờ hỏi từng lời từng góp xe cổ con nó cầm hết trơn. Giờ dạ. Không còn cái gì cầm hết trơn. Thì kính thưa quý vị, thì lại đây lần nào Quốc Tạo thấy đi ngang qua lại đó quý vị, thấy cô bả ghen dữ lắm, thấy gì thấy cũng đau lòng lắm. Mà hầu như cô cũng khóc, cũng muốn cạn nước mắt rồi, mà quá đau rồi không biết làm sao. Cô cũng nói là sống thì sống, chết thì chết, chứ đừng có để lương ương gì. Mẹ Quan Âm, con mạnh thì mạnh, còn không mạnh cho con chết. Dạ. Con sống nhiều tuổi dạ. Con cũng thật. Dạ, gắn niệm Phật đi cô, gắn niệm Phật đi cô. Con bây giờ là không sống nữa mấy cô, mấy chú. Giờ con ngủ, con niệm Phật đi, con theo ông, theo bà về miền Cực Lạc, con cũng cảm ơn. Không ham sống. Dạ. Dạ cho con đừng có nhức được à. Dạ nó nhức lắm hả cô? Nhức có đêm ngủ không được. Bữa nay chích thuốc mới ngồi thấy khỏe khỏe. Không chích ngồi đâu có được. Nằm mà phải êm một chỗ cho muốn. Nhiều khi nằm bên này hoài nó mỏi quá. Chứ ơi cái muốn chở qua đây chở không được. Nhức quá chở không được.
Dạ. Nhức quá nghiêng quá không được, phải chịu đựng bên một này nè. Dạ. À, vậy thôi cũng đôi lời cùng với quý vị các vị tấm lòng vàng, các vị mạnh thường quân, xin quý vị chi ân giúp cho cô, nếu mà thấy video này còn lợi ích thì giúp cho cô, để cho cô có được số tiền để hùng hợp, để có một cái sức đẩy, để sức sống để chữa lại cái xương khớp của mình, để sống tiếp tục. Đặng cô cũng nói là cô hiện giờ cô cũng niệm Phật lắm, với cô mà hết bệnh thì cô cũng sẽ tu hành đó quý vị ơi. Thì người tu rất là quý báu quý vị, cô giờ không còn ham muốn gì nữa chứ. Là tôi niệm Phật mà chú ơi, chú không mang gì nữa chứ. Dạ. Không bán gì được nữa, giờ ngồi khóc niệm Phật, sống ngày nào hay ngày đó. Dạ, thì Đức Thầy cũng có nói là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp đó cô Tư, cũng gắng niệm với cô Tư. Dạ. Hoặc là niệm cho tài quỷ. Cũng gắng niệm cho mạnh nè. Dạ. Cũng niệm thì cũng giới mẹ con anh ơi, độ con đi cho con ít nhất, thì con gọi đi mổ con cũng mừng, mổ con sợ lắm. Cô gắng niệm Phật, tại cô niệm Phật nó di diệu lắm, cô cứ niệm đi rồi có thể phước đức đến trường mạnh thường quân nào thấy cô thương người cái ta cho cô số tiền lớn rồi mình đi mổ luôn đó cô. Dạ. Dạ dạ. Nếu cô giúp được thì tôi cảm ơn chú ơi. Dạ dạ. Nó nhức quá nhức rồi. Dạ. Thì thôi đến đây Quốc Tạo cũng hỏi cô cũng đã hết rồi. Thì xin dứt lời. Xin trước khi dứt lời thì xin thay mặt cho cô kính chúc các vị mạnh thường quân, các vị tấm lòng vàng giúp đỡ cho cô và đã chưa giúp đỡ cho cô hạnh phúc, thành công viên mãn trước thềm của xuân năm mới và tinh thần tu hành tinh tấn đến ngày gặp Phật gặp thầy Long Hoa đại hội. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.